Tôi măng OM 18, xạ phân hiệu con lừ mùa vàng. Đây lúa tôi đây, tôi Lê Văn Tâm, ấp 3 xã An Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Phân bón hiệu con lừ, xạ hai cử, xạ phân hai cử nè các anh em, xạ phân hai cử nè, hai cử lúa nè, bông xí xí. Tôi Lê Văn Tâm nè, ấp 3 xã An Thạnh, huyện Tháp Mười nè, các bạn. Phân con lại con lừ cái nè, bông dài hạt mẩy, anh em coi tham khảo nè, anh em không tin thì em vô coi lúa tôi dẫn đi coi lúa bông mà xạ hai cử cử đầu anh em xạ ok bình thường, cử thứ hai thì anh xạ phân con hiệu con lừ, thứ ba xạ phân con lừ sẽ ăn công 20 kg cho một công đó. Giới thiệu anh em làm coi trúng mùa được giá.